Trang điện tử báo Clarín, một trong những tờ báo có nhiều bạn đọc nhất tại Argentina, mới đây đã đăng bài viết ca ngợi vẻ đẹp của hang Sơn Đồng, cùng với một đoạn video dài hơn 6 phút, quay lại phong cảnh hùng vĩ có 102 của địa danh này. Tờ báo viết, hang Sơn Đồng được phát hiện vào năm 1991 và được khám phá lần đầu vào năm 2009. Cho đến nay, Sơn Đồng là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới, nằm trong quần thể rừng quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình. Báo Clarín mô tả cụ thể, hang Sơn Đồng nối ngầm với hệ thống 20 hang động khác. Hang có chiều dài 4,8 km, cao 201 m và rộng hơn 149 m2, với nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau, một hệ thống sông ngầm, rừng nhiệt đới và thậm chí cả các bãi tắm. Do có diện tích khổng lồ cùng tự nhiên đa dạng, vẻ đẹp lộng lẫy của hang Sơn Đồng có thể quan sát rõ hơn rất nhiều từ trên cao với một flycam. Tờ Clarín cũng dẫn lời bình của nhiếp ảnh gia người Mỹ Ryan DeBoot ca ngợi vẻ đẹp của hang Sơn Đồng như một hành tinh xa lạ trong trái đất. Tờ báo đã mời các độc giả xem hình ảnh của Sơn Đồng qua đoạn video được quay bằng flycam.